Kho báu gì được giấu kín trong bùn mà khiến vài người đàn ông lặn lội ở đây vậy? Rốt cuộc là đang bắt gì vậy chứ? Đây là một khu rừng ngập mặn ở phía Bắc Đông Nam Á. Hai người đàn ông vừa đến đây thì tìm thấy một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Là một người có hơn 30 kinh nghiệm, nhìn thoáng qua thì anh ấy đã biết có một món quà có giá trị trong này. Để không chậm trễ, họ đã không nói gì mà dùng tay đào ngay một cách điêu luyện. Thế nhưng món hàng bên trong vẫn không thấy đâu. Thật lo lắng vì công việc này rất là lãng phí thời gian. Và lúc này dầu và nước cứ trào ra khỏi hố. Điều này cũng có nghĩa là bên trong ẩn chứa một món hàng lớn nào đó. Sau nửa tiếng, chiếc hố dài hơn 1 mét đã được đào xong nhưng vẫn chưa thấy một con mồi nào cả. Anh vẫn tiếp tục đào. Bây giờ cái hố đã sâu gần 2 mét nhưng bên trong vẫn không có gì. Điều này là vì lý do gì chứ? Sao mà ẩn nấp kỹ thế? Con vật bên trong cũng đã dần xuất hiện. Xem kỹ thì đây giống như con lươn. Nhưng không phải, người dân ở đây gọi đó là rồng đất. Người đàn ông áo xanh nhanh chóng bắt nó và đưa lên cho người bạn đồng hành. Con này nặng khoảng 1,5 kg, như vậy đã đủ làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.